Trân Ly xin kính chào quý vị. Hôm nay Ly lại đọc cho quý vị nghe một cái bài này mà nhắc lại cho một số quý vị là đừng có chửi Ly tội nghiệp nha. Ly chỉ là người đọc sách giùm các bạn thôi, đọc sách giùm quý vị thôi, chứ Ly không có phải là người bịa ra nha. Và những cái bài này có đăng ở trên trang sách hiếm nha thưa quý vị. Bài hôm nay Ly đọc có tên là Cờ Vàng và Chúa Giê-xu. Ly kính mời quý vị cùng nghe ạ. Một con chiên cờ vàng sau bao năm tháng miệt mài ngày đêm khấn cầu thành kính đã may mắn gặp được Chúa. Chúa vén mây hiện ra rồi đáp xuống giữa một vầng hào quang sáng chói. Không có gì tả nổi niềm vui sướng của hắn. Như vậy là sau bao năm mòn mỏi chống cộng không có kết quả thì nay Thiên Chúa đã giáng trần vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Hắn thầm nghĩ trong bụng, phen này thì bọn cộng sản sẽ từ chết tới bị thương. Hắn gặp mình quỳ lại Thiên Chúa một cách thành kính rồi run rẩy nói: cuối cùng thì Thiên Chúa đã nghe được ước nguyện của chúng con. Chúa quả là hiển linh, lòng thành của Chúa, lòng thành của chúng con cuối cùng cũng đã được Chúa chứng giám. Xin Ngài ban phép lành cho chúng con. Thiên Chúa nhìn hắn tỏ vẻ thương hại rồi người nói: ta đang lạnh lắm. Đã bao năm rồi các ngươi chỉ để cho ta mỗi cái khố bé tí. Hơn 1000 năm trước ta còn được mặc cái áo dài trắng đàng hoàng tươm tất. Thế rồi không hiểu sao các ngươi lột hết quần áo ta ra chỉ chừa cho ta cái khố. Cả ngàn năm nay các ngươi cứ để ta trong cái thời trang đóng khố ấy mà trình diễn khắp nơi, chẳng ra cái thể thống gì cả. Hằng ngày ta cứ phải đóng cái khố này mà đón tiếp hàng triệu tín đồ nam nữ. Chúng nó cứ nhìn vào làm ta nhột nhạt nổi gai ốc khắp cả người. Đã thế các ngươi không chịu giữ gìn môi trường cha ta ban cho, làm thủng tầng ozone, làm tan băng hai cực, làm biến đổi khí hậu, làm ta lạnh run cóc chịu nổi được nữa rồi, chịu không nổi được nữa rồi. Lấy cho ta vài xịt rượu để ta uống cho ấm bụng rồi hãy cầu xin. Tên cờ vàng hỏi lại Chúa: thưa Chúa, Ngài có phép biến nước lã thành rượu? Con không có rượu sẵn, chỉ có nước lã, Ngài chịu khó biến thành rượu để uống được không ạ? Thiên Chúa bắt đầu bực mình với cái thằng này, vì xưa nay Chúa chỉ có phán chứ chưa có thằng nào được phép phán lại Chúa. Tuy nhiên người vẫn nén giận ôn tồn nói: phép của ta 2000 năm nay không xài tới. Bây giờ ta đang lạnh, phải vận nội công làm phép thì nó mất sức. Thôi, không có rượu thì ta đi vậy. Tên cờ vàng hoảng hốt: con chỉ nói thế thôi, con sẽ đi mua ngay cho Ngài một thùng XCO để Ngài giải khát cho ấm bụng. Nói xong, hắn chạy biến đi. Tên cờ vàng vội vã chạy đi kiếm rượu cho Chúa. Lòng khấp khởi mừng thầm vì khi Chúa đã cắn dính mấy chai XCO thì Chúa sẽ phải đáp ứng yêu cầu của hắn đưa ra. Phen này thì với phép mầu nhiệm của Chúa, bọn cộng sản cha, cộng sản con sẽ bị Chúa diệt không còn một thằng. Hắn lâng lâng bắt đầu nghĩ đến ngày quang phục quê hương. 10 phút sau hắn quay lại, ôm khệ nệ cả một thùng XCO còn nguyên trong hộp. Hắn còn cẩn thận mang theo một bọc khô mực nướng thơm phức, kính cẩn trao cho Chúa. Hắn nói: Ngài thật là hiển linh, con mới cầu nguyện có 33 năm mà Ngài đã có mặt. Con biết Chúa ở trên thiên đường cách đây 10 tỷ năm ánh sáng. Thế mà mới có 33 năm Ngài đã đến với chúng con, thật là mầu nhiệm. Ai bảo với các người ta ở nhà xa như thế? Ở xa như thế thì bố ta cũng chịu thua, không xuống được. Chứ đừng nói chi là ta. Ta ở ngay trần gian này, vừa mới đây chúng nó mới đào mộ của cả nhà ta lên. Ta mới động mồ động mả đi lang thang thế này, chứ ở xa như thế hồi nào? À, thì ra thiên đường của Ngài đã chuyển hộ khẩu về ngay tại trần gian quê hương Ngài, nên Ngài phải lướt sóng mà qua đây. Con biết rồi, Kinh Thánh từng dạy con là Chúa có phép thần thông lướt sóng cứ như là Tề Thiên Đại Thánh vậy. Đã bảo 2000 năm nay phép tắc ta ít khi dùng tới, xài phép nó hao tốn năng lượng. Bây giờ ta yếu lắm rồi, hơn 2000 năm tuổi rồi còn gì. Thế nên ta phải quá giang sang đây cho đỡ hao năng lượng.
chưa biết rồi sẽ về bằng gì đây? Từng học kinh thánh, từng nghe lời Chúa phán, tên cờ vàng cảm thấy có gì là lạ trong cách nói của Chúa. Chúa là một đấng tối cao đầy quyền năng, nhưng sao giọng nói có vẻ dân dã, lại chưa thấy điều kỳ diệu nào. Đã từng bị một thằng bịch xưng là phó đề đốc hải quân Hoa Kỳ, là chắc là Hồ Văn Kỳ Thoại, nó bịp làm mất mặt ê ẩm cả năm trời, nên hắn bắt đầu cảnh giác. Hắn nghĩ nó giả làm phó đề đốc hải quân được thì nó giả làm Giê-xu cũng chẳng khó gì. Len lén nhìn Chúa, hắn thấy hình như cũng hơi giống tên Nguyễn Võ Trung Quân ngày trước, chỉ khác cái hàm râu. Cho Ly nói thêm về Nguyễn Võ Trung Quân, có nghĩa là Ly đọc lâu rồi Ly nhớ được chút chút thôi nha quý vị, là thằng Chánh Bịp ấy, Nguyễn Hữu Chánh ấy, là một ngày kia nó tổ chức một cái hội thảo, một cái buổi rất là rầm rộ, đưa ra gặp đồng hương ở bên Mỹ ấy. Rồi đưa cái thằng Nguyễn Võ Trung Quân này và giới thiệu là đây là một hậu duệ cờ vàng và đang làm một cái chức vụ rất là quan trọng trong chính quyền Mỹ ấy. Thế là các bác cờ vàng của ta, ôi trời ơi, mừng quýnh lên rồi là khen nức nở, rồi nói là con cháu cờ vàng thế nọ thế kia, và hy vọng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái Nguyễn Võ Trung Quân, một tên bịp này nè, để là hy vọng là tên này sẽ là lãnh đạo cái cuộc cách mạng để lật đổ cộng sản đó quý vị. Cho nên bây giờ Ly nhớ sơ sơ vậy đó, quý vị cứ gõ lên là biết à. Hắn bắt đầu cảm thấy tiếc, ngày trước chỉ khác cái hàm râu, hắn bắt đầu cảm thấy tiếc cái thùng XCO, nhưng bán tín bán nghi, hắn chưa dám lấy lại. Nếu đúng là Chúa thật thì nguy to, bao nhiêu năm cầu nguyện đổ xuống sông xuống bể, sự nghiệp quốc gia to lớn kia thế kia phải nhờ đến Chúa thì thùng XCO có nghĩa lý gì? Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải tìm cách test thử xem có thật là Chúa đang ở trước mặt hắn hay không. Hắn nói: Thưa Ngài, trong Kinh Thánh nói Ngài đã từng bắt quỷ sứ, cho nó nhập vào 2000 con heo, rồi cho nó đi mò tôm dưới biển. Con thấy Ngài thật là siêu phàm. Hiện nay con có một thằng công an mạng. Hiện nay có một số thằng công an mạng, nó còn hơn quỷ sứ. Ngài hãy làm phép cho nó nhập vào 2000 con cẩu tặc, rồi dìm nó xuống biển. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài. Bọn này là cộng sản, chúng nó chống lại chúng ta, nó nói xấu Ngài, nó phỉ báng Ngài, nó phỉ báng cả Đức Giáo Hoàng của chúng con. Tội của chúng cần phải cho xuống hỏa ngục. Chúa khoát tay ra dấu đã hiểu cả, đã biết cả. Ta đã mặc khải cho Giáo Hoàng John Paul II của các ngươi điều này rồi. Hắn chưa nói cho các ngươi nghe hay sao? Thôi để ta nhắc lại cho mà nghe đây. Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng Đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm trong đời này. Như vậy là kẻ ác sẽ bị trừng phạt bằng chính cái hậu quả mà chúng gây ra. Có những hậu quả nặng nề còn hơn là xuống hỏa ngục. Ngươi hiểu chưa? Quyền năng của ta là tạo ra hình phạt ứng nghiệm ngay tại thế gian này. Ta sẽ làm cho kẻ ác nhận ngay lấy hậu quả không ngờ, không chờ, đến khi chết mới nhận hình phạt nơi hỏa ngục. Như vậy, chúng con cầu xin Chúa hãy cho bọn cộng sản nó thấy ngay sự trừng phạt. Chúa chỉ cần rủa một câu là chúng nó mất mùa, chúng nó sẽ đói mà chết, y như ngày xưa Chúa rủa cho cây sung chết vì nó không cho Chúa trái để ăn vậy. Nếu có tốn hao năng lượng, chúng con sẽ quyên góp để bồi thường cho Chúa. Quyền năng của ta có thể trừng phạt chúng nó bằng nhiều cách, không cần các ngươi gợi ý. Trước khi trừng phạt, ta phải biết rõ tội lỗi của chúng nó ở mức độ nào mới quyết định hình phạt nào là tương xứng. Dạ, con đã hiểu. Nhưng mà chẳng lẽ quyền năng như Thiên Chúa mà bọn cộng sản nó hoành hành bao nhiêu năm nay, Chúa cũng chưa rõ hết tội lỗi của chúng hay sao? Chúng con sẽ trình lên Chúa 7 núi tội lỗi của chúng để cho Chúa thấy tội của chúng tày đình như thế nào. Không trả lời thẳng vào câu hỏi,
Chúa nghiêm nét mặt hỏi lại: "Việc này các ngươi đã cầu xin mẹ Maria của ta nhiều lần rồi phải không?" "Dạ phải." "Các ngươi cũng cầu xin mẹ ta trừng phạt chúng rồi phải không?" "Dạ đúng." "Mẹ ta không đáp ứng yêu cầu các ngươi, chọc vào mắt mẹ ta, đổ nước bẩn, đổ máu vào, bắt mẹ ta phải khóc ra máu phải không? Để gây áp lực với mẹ ta phải không?" "Dạ, dạ không phải, chúng con là bọn ở..." "Dạ, dạ không phải, chúng con mà là bọn ở Úc, ở Đại Hàn, ở Việt Nam nó làm, chúng con ở Mỹ không có làm, chúng con chỉ ủng hộ bằng tinh thần." Các người còn hì hục vác mẹ ta ra để lăn lóc ngoài đường, để dựa dẫm, lấy uy danh mẹ ta, tụ tập giáo dân đòi lại tòa khâm sứ, đòi cái đất chùa của người ta đúng không? "Dạ, cái này cũng là bọn ở Việt Nam nó làm, đòi đất tụi cộng sản không trả, nên phải vác đức mẹ ra hù cho nó sợ. Giáo dân vác cả búa, kìm, xà beng để đấu tranh, để tranh đấu mà cũng chưa ăn thua. Ngươi có biết là mẹ ta giận lắm không?" "Dạ, chúng con chưa thấy đức mẹ nói gì, chỉ thấy đức mẹ mặt lúc nào cũng buồn. Buồn cũng là vì các ngươi, ấy là không nói gì mà các ngươi đã dột đồn cả lên, làm mất uy tín uy danh mẹ ta, làm cho thiên hạ đồn rằng mẹ ta khóc vì ta bất hiếu, chối bỏ mẹ mình, ta bị mang tiếng xấu. Làm sao mẹ ta dám nói gì? Nếu mà mẹ ta nói tiếng nào, chắc các người kích động làm loạn có phải không? Xin Chúa bớt giận, ý chúng con chỉ muốn tín đồ tin vào sự hiển linh của đức mẹ mà củng cố niềm tin. Bây giờ đức tin càng ngày càng suy thoái, nên chúng con phải bày trò này để vực lại cái niềm tin của đức vào đức mẹ mà thôi. Và lại, chúng con nói với giáo dân rằng đức mẹ khóc vì đất nước đang bị cộng sản đọa đày cho nó bi thương, để tín đồ càng căm thù cộng sản. Chỉ có bọn cộng sản nó mới nói Chúa bất hiếu, chứ chúng con nào dám như thế. Tên cờ vàng lẩm bẩm một mình: "Tại sao những việc chọc vào mắt đức mẹ, đổ máu vào mắt đức mẹ, chỉ có bọn chúng biết với nhau, thế mà người này lại nói vanh vách? Chắc chắn người này phải là con của đức mẹ mới biết được như thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Đích thực đây là Chúa giáng thế, hắn mừng lắm." Chúa vừa nghe vừa vặn nắp một chai XCO đưa lên mũi người, như để kiểm tra thằng này có lừa Chúa mà đưa chai rượu giả hay không. Cái bọn này Chúa biết rất rõ, chúng là bọn xảo trá, bịp bợm, quỷ quyệt, không thể tin được. Sau khi kiểm tra, nhấp một ngụm XCO, Chúa gật gù hài lòng rồi phán: "Được, bây giờ có ta ở đây, các ngươi hãy nói lên nguyện vọng của mình. Từ nay, ta không muốn các ngươi làm phiền mẹ ta nữa. Việc gì, hãy nói với ta." Tên cờ vàng thấy Chúa bớt giận, khấp khởi mừng trong bụng. Hắn vội vã nói như điên, sợ Chúa sẽ biến mất mà không kịp nghe hết những điều cầu xin. "Kính thưa Đức Chúa, chúng con là dân Việt Nam, bị bọn cộng sản nó cưỡng chiếm mất đất nước của chúng con, cho nên chúng con phải dung thân tị nạn nơi này. 30 mấy năm qua, chúng con từng làm hết cách mà không thể nào lật đổ được bọn cộng sản. Chúng con biết không có sức mạnh siêu nhiên của Thiên Chúa thì chúng con đời đời không thể nào lật đổ được chúng. Chúng con bây giờ chẳng thiếu thốn gì, điều cầu xin duy nhất của chúng con là xin Chúa hãy dùng quyền năng của mình để đập tan cái bọn cộng sản ở Việt Nam. Chúng con chỉ mong có thế." Chúa trầm ngâm một lát như nghĩ ngợi rồi hỏi: "Việt Nam của các ngươi ở đâu? Có gần Do Thái của ta không?" "Xa, dạ xa lắm, ở bên kia bờ đại dương." Nghĩ đến bọn xâm lược là ta lại giận điên rồi. Ngày xưa ta cũng đã từng đau khổ vì bọn đế quốc La Mã nó đô hộ nước ta. Bọn cộng sản xâm lược nước của các ngươi chắc chẳng thua gì đế quốc La Mã ngày xưa, tàn ác, đóng đinh tù nhân lên thập giá, mà ta từng là một nạn nhân. Được rồi, ta sẽ bắt linh hồn của bọn xâm lược cộng sản này, cho nó nhập vào những con cẩu tặc, tống giam vào các cửa hàng cày tơ. Chúng sẽ bị tiêu diệt cùng với mắm tôm,
hãy nói cho ta nghe, bọn cộng sản xâm lược nước ngươi, nó là người nước nào, để ta trừng trị ngay lập tức. Dạ, nó là người Việt Nam. Nó là người Việt Nam, nó lại cưỡng chiếm nước Việt Nam là thế nào? Các người bị tâm thần à? Ngươi nói ta không làm sao hiểu được. 2000 năm nay ta chưa hề nghe đến cái việc kỳ quặc này. Dạ, nó là người Việt Nam, nhưng nó là cộng sản. Nghĩa là nhà ngươi muốn nói, nó là người Việt Nam, nó xâm lược Việt Nam, nó đuổi người Việt Nam các ngươi sang Mỹ. Bây giờ nhờ ta trừng trị nó, để các ngươi quay về Việt Nam đuổi nó đi. Dạ đúng ạ. À? Nó đuổi các ngươi đi Mỹ bây giờ, các ngươi muốn ta đuổi nó đi đâu? Dạ đuổi nó đi mò tôm đi ạ. À? Ngươi nói gì ta? Ngươi nói gì mà ta không hiểu? Ngươi nói gì ta mà hiểu ta chết liền. Hơn 2000 năm nay ta mới nghe thấy cái việc bọn xâm lược lại xâm lược chính đất nước của mình. Ta chưa hề nghe đến trường hợp này nên chưa thể chuẩn bị hình phạt nào cho loại này. Dạ, nó là cộng sản xâm lược quốc gia, mà quốc gia của chúng con lại là quốc gia của Giáo hội Vatican nhà ta. Lá cờ vàng này cũng do Giáo hội nhà ta vẽ ra và phạt họ và phát cho. Chúng con phục tùng Giáo hội từ mấy trăm năm rồi, tài sản của Giáo hội chúng nó lấy hết, đến nay mới phải vác Đức Mẹ đi đòi. Chúng con thù nó là như thế. Sau khi chiếm nước của các ngươi, bọn chúng nó đóng đinh lên cây thập giá bao nhiêu thằng? Dạ không có đóng đinh thằng nào. Như thế chúng nó giết các ngươi bằng cách nào? Dạ nó không giết, nó chỉ bắt đi cải tạo. Cải tạo là cái gì? Có man rợ bằng cái kiểu mà bắt cởi truồng mang ra nơi công cộng rồi đóng đinh lên cây thập giá treo lủng lẳng lên như ta không? Dạ cải tạo là nó nhốt trong những trại tập trung. Trại tập trung nó có nhốt chung với loại trộm cướp ma cô ma cạo không? Dạ không, chỉ có bọn chúng con với nhau thôi. Thế thì các ngươi phước đức hơn ta quá nhiều. Ngày xưa bọn xâm lược nó nhốt ta chung với bọn trộm cướp ma cô, nó hành hạ rồi mang đi đóng đinh chung một lượt trên đồi sọ. Như vậy là cuối cùng nó tập trung thủ tiêu các ngươi như bọn phát xít, nó giết dân Do Thái của ta ngày xưa chứ gì? Dạ không, nó chỉ bắt lao động quốc đất, nó bắt ăn bo bo. Các ngươi ăn bo bo, còn chúng nó ăn cái gì? Dân ăn cái gì? Dạ cũng là ăn bo bo. Cuối cùng rồi làm thế nào các ngươi sang được bên này? Dạ nó thả ra cho đi. Thế thì chúng nó nhân đạo quá rồi còn gì? Tưởng nó là quân ngoại quốc xâm lược thì ta xử nó. Đằng này nó là người Việt Nam như ngươi, nó lại tử tế như thế, không giết hại đứa nào, lại còn cho đi Mỹ mà đoàn tụ. Thế mà ngươi lại thù dai đến thế à? Việc này nó chưa từng xảy ra nên ta không giải quyết được. Nhưng mà bọn này nó vô thần, nó không tin Chúa, nó nói xấu Giáo hội, nó xúc phạm Đức Thánh Cha. Nó nói Giáo hội bịp bợm nhồi sọ tín đồ. Nó nói Giáo hội là đế quốc xâm lược, là đế quốc tôn giáo. Nó nói Đức Thánh Cha dâm ô chơi bời loạn luân. Nó tố cáo các giám mục của chúng con là lạm dụng tình dục. Nó nói đủ thứ, con không kể hết được. Chúa nghĩ thầm trong bụng, ta đoán quả không sai, đúng là bọn cộng sản. Nó khôn hơn đệ tử của ta rất nhiều. Nó biết cả sự thật rồi, nó khôn nên không tin, vì nó biết tổng là Giáo hội La Mã là bịp bợm, là đế quốc, nên nó mới đánh. Ta có ở trên trời đâu, ta ở dưới ba thước đất, mà nó cũng biết. Nó không tin có nghĩa là nó biết ta không ở trên trời. Vì thế đồng bọn nó và bọn ngoại đạo mới đào mộ quốc mả nhà ta lên để chứng minh là ta đang ở dưới đất chứ không phải là ta ngự ở trên trời. Nó biết ta không thể làm gì chúng được vì ta chẳng có phép thuật gì, thế nên nó mới không sợ ta trừng phạt. Bể mánh hết rồi, cộng sản mới là khôn,
cái bọn cuồng tín cờ vàng này mà để cho nó học khôn bọn cộng sản, thì có ngày nó vác tổ tiên cha mẹ nó lên bàn thờ mà vứt ta xuống đất. Chí nguy, không thể được. Ta phải làm cho nó càng ngu càng tốt, phải tăng cường củng cố cái ngu cho chúng, phải bổ sung nhiều cái ngu nữa, phải khuyến khích cho chúng ngu thêm. Không thể để nó khôn như cộng sản được. Một ngày nào đó nó khôn ra được như cộng sản thì cái giáo hội xây dựng 2000 năm nay sẽ phá sản. Còn ai tin vào ta nữa? Càng ngày bọn vô thần càng moi móc những bí mật của ta mà phơi bày ra thiên hạ. May mà tín đồ của ta đã được giáo dục nhồi nhét kinh thánh 2000 năm nay, nên cấy đầu đặc sệt, không còn chỗ suy nghĩ đến lời chúng nó nói. Nhưng mà mưa lâu sẽ thấm đất, nó cứ rỉ rả thế nào cũng có ngày tín đồ của ta biết sự thật. Ta phải gia cố niềm tin cho những tên này mới được. Ta phải bắt đầu từ thằng này. Thằng này là loại đầu bò siêu cuồng tín. Nó chỉ biết nghe lời ta mà không biết suy nghĩ. Chỉ cần thấy nó cầm lá cờ vàng là ta biết ngay nó thuộc loại này. Mấy hôm nay thấy những đệ tử ta vẫn còn bảo quản cái đầu ngu rất tốt. Chỉ cần nói cho nó điều gì thì ngay lập tức nó copy cho đồng bọn, không cần phải tốn sức nhiều. Nghĩ vậy xong, Chúa tầm hắng lên một tiếng rồi nghiêm trang phán: nhà ngươi đã nghe ta dạy những điều này chưa? Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Matthew chương 10 trang 37. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, cha mẹ, chị em, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Matthew chương 19 trang 29. Dạ, con đã thấm nhuần những điều này từ lâu và con luôn luôn làm theo lời Chúa dạy. Các ngươi có biết sự trừng phạt nếu ai chối bỏ ta như thế nào rồi chứ? Dạ, chúng con đã biết. Bọn cộng sản nó tuyên truyền trái ngược với những điều ta dạy thì các ngươi phải làm thế nào? Tất cả chúng con đều thuộc khẩu hiệu đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Chúa phán ngay: không được, không được. Bây giờ thì không những không nghe nó nói mà nó làm cái gì cũng không được nhìn. Nó viết không được đọc, nó nói không được nghe, chỉ được nghe những gì giáo hội làm, rõ chưa? Dạ, nghe Chúa nói bây giờ con mới rùng mình mà nghiệm ra, hèn gì có tín hữu của con chỉ có đọc mấy cái bài viết tuyên truyền vớ vẩn của bọn công an mạng mà nó bây giờ bị lé lòi cả hai con mắt ra, không thể chữa được. Bây giờ nhìn ai nó cũng bảo là cộng sản, là công an mạng, rồi nó khóc lóc thở than trách móc giận hờn như thằng khùng. Đến nỗi nó nhìn con cún đang đái, nó cũng bảo là con cún nó đang thi hành nghị quyết 36 của cộng sản. Đầu óc nó trở nên hoang tưởng nặng nề, học chưa hết tiểu học, viết một câu không ra câu, đi làm thợ sắt kiếm ăn mà cứ ba hoa mình là kỹ sư. Bây giờ lại có thêm hiện tượng méo mồm méo miệng, ăn nói chẳng ra gì, cứ hết khọt khẹt lại hê hê như con khỉ. Bọn cộng sản đúng là lợi hại quá. Chúa không nhắc nhở thì các tín hữu nhà ta cứ đua nhau lé xẻ lòi tròng mà không biết tại sao. Cũng bởi vì sợ giáo dân tin bọn cộng sản nên chúng con mới phải làm cho Đức Mẹ khóc vì thảm họa cộng sản, để giáo dân thù ghét nó mà chống lại nó. Thôi được, chỉ cần các ngươi có đức tin là đủ. Bao giờ các ngươi cũng phải nhớ rằng phúc cho những ai không thấy mà tin. Bọn cộng sản vô thần thật là quá đáng. Ta sẽ trừng trị đích đáng bọn này. Hãy nghe ta truyền đây. Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những kẻ không muốn ta ngự trị trên chúng, và giết ngay chúng trước mặt ta. Tên cờ vàng vui mừng, không bút nào tả xiết. Như thế là Chúa đã đồng ý việc tiêu diệt cộng sản.
Chúa đã nổi giận với bọn này. Bây giờ chỉ có việc điểm mặt từng thằng cộng sản đầu sỏ để Chúa làm phép cho mò tôm như 2000 con heo. Thế là xong. Hắn khúng núm lễ phép thưa: Thiên Chúa thật anh minh, chúng con sẽ lập danh sách bọn cộng sản trình lên Chúa để Chúa trừng trị chúng. Chúa thấy thằng ngu này vẫn chưa hiểu lời Chúa nên nhắc lại: Ta nói các ngươi hãy mang chúng đến rồi giết chúng trước mắt ta, ngươi rõ chưa? Tên cờ vàng đờ ra, vừa ngạc nhiên vừa tỏ vẻ thất vọng rõ rệt: Thưa Chúa, chúng nó đánh đuổi chúng con đến hôm nay còn chưa hết đau, thì làm sao mà mang chúng ra giết cho Chúa xem được? Và lại chúng được bảo vệ nghiêm ngặt, nó qua Mỹ mà Mỹ còn bảo vệ cho nó, thì làm sao mà chúng con mang nó ra cho Chúa được? Nếu giết được chúng nó thì chúng con thịt lâu rồi. Chúng con cứ mò về thằng nào là mất thằng đó, qua bên Thái đặt bom tạo được cái dáng đứng Việt Nam Cộng Hòa bất hủ, để lại cú lại vượt không gian và thời gian, rồi cũng đi luôn. Thế nên chúng con mới cầu đến Chúa. Chúa chép miệng: Thôi được, ta là đấng tối cao, ta không nên có nhiều từ sai cho nên Ly đọc không có ấy. Ta là đấng tối cao, ta nên không thể làm thay cho các ngươi được. Các ngươi phải tự giải quyết việc của mình, ta chỉ có thể phù hộ các ngươi phía sau. Được chứ? Dạ, chúng con sẽ nghe lời Chúa phán dạy. Hãy trả lời cho ta một cách chân thực, các ngươi có dám tử về đạo không? Tên cờ vàng cảm thấy có điều gì hơi bất ổn. Tuy gần đất xa trời, nhưng hắn không muốn hy sinh để những thằng khác nhìn thấy hào quang ngày phục quốc. Nếu hy sinh thì cùng lắm hắn chỉ được vinh danh trên tấm bia đá. Chúa nói như thế là có ý bắt phải hy sinh để mưu việc lớn. Biểu tình trường kỳ thì còn được, chứ bảo hy sinh thì nguy. Hắn tỏ ra lo sợ ấp úng: Dạ, cái đó còn tùy tình hình. Tùy là tùy như thế nào? Ta hỏi các ngươi có dám đánh bom liều chết như Al-Qaeda không? Dạ, dám. Chúng con đã từng đánh rồi, ở Thái Lan, nhưng bom bị xì nên không chết, nhưng mà cũng đã tù rồi. Ở Việt Nam cũng có Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân cũng đã tù vì đạo rồi. Ta muốn nói các ngươi có thể tiến cử tín hữu nào sẵn sàng đánh bom liều chết như Al-Qaeda hay không? Dạ, cái này chúng con còn phải họp đồng hương, phải viết bản lên tiếng, phải lập bảng kiến nghị, phải viết lời kêu gọi, phải ra nghị quyết vinh danh, rồi phải bầu mới biết được. Thiên Chúa quyền năng, hãy tiên tri cho chúng con biết có lão cờ vàng nào sắp mãn nhiệm ở trần gian để chúng con bầu cho lão mang bom. Chúa chỉ cần hứa một câu cho lão lên thiên đường là được. Chúa lẩm bẩm nghĩ bụng: Ta đây còn phải ở dưới trần, ta đây còn phải ở dưới đất, mà bọn bay đòi lên thiên đường, đúng là láo xược ngu xuẩn. Những 2000 năm nay Vatican cho chúng nó ăn bánh vẽ rồi, nay ta cho chúng ăn thêm một miếng cũng chẳng sao. Bọn này cực kỳ ngu dốt và cuồng tín, Thánh Kinh đã dạy nó rồi. Phúc cho những ai không thấy mà tin, hứa một câu cũng chẳng mất gì. Nghĩ vậy Chúa phán: Tất cả những kẻ tử đạo, tử vì đạo sẽ được cứu rỗi mà lên nước Chúa hưởng được sự sống đời đời. Muốn phục quốc phải có người dũng cảm hy sinh, không thể chỉ cứ phất lá cờ vàng phành phạch như thế mà thành công được. Ngày trước Thích Quảng Đức tự thiêu tử vì đạo để chống đàn áp Phật giáo, rốt cuộc anh em Ngô Đình Diệm phải chết tức tưởi. Các ngươi không xem đó là bài học, là tấm gương hay sao? Vì vậy ta cần có người tử vì đạo mới làm được việc lớn. Ta hứa rằng ai dám tử vì đạo, ta sẽ dành một vé hạng VIP lên thiên đường. Ở thiên đường ta dành cho một vị trí 5 sao đầy đủ tiện nghi ở bên cạnh Đức Chúa Cha. Trước hết, bước đầu, ta cần một người ôm lá cờ vàng thật hoành tráng, cho nổ bom tự sát ngay tại nước Mỹ, ngay tại cái Lido Sài Gòn này, để gây tiếng vang cho người ta chú ý đến lá cờ vàng. Sau đó, các ngươi yêu cầu chính quyền Mỹ thay thế toàn bộ lá cờ đỏ sao vàng trên nước Mỹ bằng lá cờ vàng ba sọc. Sứ quán của Cộng sản Việt Nam cũng phải vàng khè mới được.
Mỹ coi vậy mà rất nhát. Lý Tống chỉ cần giấu mấy chai sâm cao ly, vài nắm thuốc bổ vào trong quần, làm bộ tuyệt thực một tí mà nó đã nhượng bộ. Bây giờ thừa thắng xông lên đánh bom liều chết thì đòi gì mà chẳng được. Đánh bom thì không bịp được như Lý Tống rồi. Có tài ảo thuật như David thì cũng bó tay. Vì vậy phải chấp nhận hy sinh. Các ngươi hiểu ý ta chưa? Tên cờ vàng nổi da gà, mồ hôi toát ra như tắm. Hắn tưởng Chúa sẽ giúp bọn hắn tiêu diệt cộng sản, không ngờ Chúa lại bán cái sang cho bọn hắn, lại còn chỉ đạo liều chết nữa thì chắc cũng không có tên nào dám lãnh. Mấy thằng ngu liều chết kiểu như Hoàng Cơ Minh thì đã chết hết cả rồi. Bây giờ chỉ còn toàn là loại to mồm mà nhát như thỏ đế. Toàn một lũ mồm thì hô vì dân, vì nước, vì đạo, nhưng bụng thì chỉ biết vinh thân. Hồi còn ở Việt Nam, chưa ngửi thấy hơi cộng sản đã co rúm người lại, cởi cả quần mà chạy cho nó gọn, thì tìm đâu ra một thằng dám tử vì đạo, tử vì nghĩa lớn lúc này? Suy nghĩ một lúc, hắn bèn thú thực: con xin thừa thật với Chúa rằng chúng con không phải không dám tử vì đạo, nhưng tử rồi thằng khác nó chơi cha, nó hưởng công nên không được công bằng. Chưa tử mà chúng nó còn giành nhau công trạng chống cộng, thằng này tố thằng kia, chống giờ chống cuội. Trong số chiến hữu cờ vàng chúng con lại còn có những đứa ngoại đạo, tử vì đạo để thằng ngoại đạo nó sống, nó cướp công thì uổng quá. Mà nó là ngoại đạo thì nó không phục tùng hội thánh nhà ta, cho nên có lẽ chẳng thằng nào muốn tử lúc này. Chúa cứ dạy chúng con ỉa vào nhà chúng nó, Chúa cứ dạy chúng con ỉ vào nhà chúng nó, đập cửa kính, trét cứt, đái, phun nước bọt thối hay ăn vạ thế nào chúng con cũng làm được. Chứ những cái hành động bỉ ổi này là chúng nó đã thực hiện ở bên đó để biểu tình. Tờ báo Việt của Wiki với lại Trần Trường nọ kia: phun nước bọt thối hay ăn vả thế nào chúng con cũng làm được, chứ còn kiếm một người muốn lên thiên đàng lúc này thì con nghĩ không tìm đâu ra được. Các người muốn làm việc lớn mà không dám hy sinh thì muôn đời không thành. Các người nghĩ rằng chỉ cần hung hăng phất lá cờ này là các người toại nguyện được sao? Bao nhiêu năm rồi các người chưa rút ra được bài học gì sao? Thôi được, không dám tử thì ta lên kế hoạch như thế này. Các người tùy nghi hành động, nhưng ta nhắc lại, muốn đạt được ước nguyện thì phải có đứa dám hy sinh thân mình vì đại nghĩa mới mong thắng lợi. Các người chỉ biết to mồm hô hào, quen được người ta cho ăn không phải làm, quen dựa dẫm núp bóng kẻ khác không biết tự lập, gặp việc cần phải hy sinh thì đùn đẩy cho nhau, cho nên mới ra nông nỗi này đấy. Ta nêu ý tưởng là các ngươi phải giành thắng lợi từng phần, không hấp tấp được, phải tiến chắc, thắng chắc. Phải học cái khẩu hiệu chiến lược này của Võ Nguyên Giáp khi đánh Điện Biên Phủ. Liệu các ngươi có làm được không? Dạ, chúng con xin thỉnh ý kiến đồng hương rồi quyết định ạ. Trước hết, phải căng người ra, cắm cờ vàng trên toàn nước Mỹ. Đi đến đâu người ta cũng thấy vàng khè thì mới gây được ấn tượng trực quan mạnh mẽ. Cắm từ trường học, cắm ra, từ ngoài đường cắm vào, cắm trong nhà hàng, cắm trong tiệm nail, tiệm phở, bãi đậu xe. Xe phải sơn màu vàng ba sọc đỏ, quần áo mặc cũng phải màu vàng ba sọc đỏ, mũ đội cũng phải có cờ vàng, đôi giày cũng phải vàng. Tóm lại cứ thấy chỗ nào cắm được lá cờ vàng là cắm vào. Còn mấy cái chậu rửa chân, chúng nó vẽ lá cờ vàng, các ngươi không cần phải chống làm gì, vì nó không ảnh hưởng đến hình ảnh lá cờ mà còn tuyên truyền rộng rãi cho lá cờ. Từ khi có cái chậu rửa chân thì cờ vàng càng thêm nổi tiếng. Ta cần nhân rộng thêm bằng cách cho nó vào chậu rửa bát, chậu giặt đồ, thau tắm chó, để tất cả mọi người mọi giới đều biết lá cờ vàng. Cuối cùng, sau khi gây được ấn tượng vàng, các ngươi hãy chọn ra cho ta một tín hữu tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất, để ta ban phép lành giao cho việc leo lên hạ lá cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà Liên Hiệp Quốc xuống, rồi treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên. Nếu treo được lá cờ này
thì nó có giá trị vô cùng. Chỉ một lá cờ treo ở đây nó có giá trị bằng 1 tỷ lá cờ treo lẻ tẻ dưới đất. Bởi vì treo ở chỗ này, nó hiên ngang phất phới, bay ngang hàng với gần 200 quốc gia khác trên khắp thế giới. Còn ở dưới đất, dù có bao nhiêu lá cờ vàng cũng chỉ được phép treo dưới đít lá cờ Mỹ mà thôi. Muốn thoát khỏi cái đít Mỹ thì phải như thế mới được. Ai làm được việc này, không những ta ban cho một vé hạng VIP lên thiên đàng mà còn tặng thêm vé cho vợ con bố mẹ cùng đi theo. Còn ở Việt Nam thì cứ tiếp tục đòi cái tòa khâm sứ, đòi thánh địa La Vang, sau đó thừa thắng xông lên đòi giáo hoàng, học viện Đà Lạt. Tòa khâm sứ là đất của chùa Báo Thiên mà ta đòi được thì không có gì là ta không đòi được. Tiếp theo, ta đòi nghĩa địa Biên Hòa, đòi thánh thất Cao Đài, đòi tổ đình Hòa Hảo. Mục tiêu cuối cùng là đòi cái hội trường Ba Đình nữa là xong. Vác theo cái loa và bọc tiền, cầm phất phất bắt chước như mấy ông sư, xúi dân khiếu kiện để dụ thêm người ta đi cho đông vào. Vác theo búa, kìm, xà beng cũng được, nhưng thôi, không vác mẹ ta ra đường nữa. Trông nhếch nhác ta không chịu được. Cứ như thế mà làm, ta sẽ che chở phù hộ cho. Ta cũng nói với Đức mẹ ta và cha ta tiếp sức cho. Thôi ta đi đây. Nói xong, Chúa biến mất trong đám mây, ôm theo thùng XCO. Tên cờ vàng nhìn theo, bất giác hắn cảm thấy tiếc cái thùng XCO, vì tuy đã gặp được Chúa mà vẫn chưa thấy được chút ánh sáng nào cuối đường hầm. Tương lai quang phục quê hương vẫn mù mờ tăm tối, vẫn là một màu đen thăm thẳm. Tên cờ vàng thẫn thờ tỏ ra thất vọng rõ rệt. Bao nhiêu năm cầu nguyện mới gặp được Chúa, tưởng rằng Chúa sẽ dùng phép màu, dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù, nhưng Chúa lại bắt bọn chúng phải làm. Chúa lại bắt bọn hắn phải làm. Chúa không làm thay. Nếu thành công là do Chúa phù hộ, nếu thất bại là do Chúa thử thách. Xưa nay chỉ thấy Chúa thử thách mà chưa thấy phù hộ. Chúa không chịu trừng phạt Cộng sản vì Chúa bảo nó không phải quân xâm lược. Nó giành lại đất nước từ tay quân xâm lược, không có cớ nào để làm Chúa trừng phạt bọn nó. Bây giờ muốn quang phục quê hương thì Chúa bắt phải cho vài đứa lên thiên đàng trước để tỏ lòng thành, để mở đường phục quốc. Thế mới khó. Có lẽ phải dùng cách vinh danh nó trước rồi tiễn nó lên thiên đường sau. Họa may có thằng nào háo danh, nó đăng ký liều mạng thì mới giải quyết được cái mấu chốt này. Trong đầu hắn lờn vẩn hình ảnh tên Nguyễn Võ Trung Quân cùng với Chúa nhảy múa, cùng với Chúa nhảy múa chen lẫn nhau lẫn lộn. Tuy nhiên cái cuồng tín đã thắng và hắn lại thấy Chúa đang hiện diện trong ánh hào quang. Hắn bóp trán lôi ra cái laptop, bắt đầu soạn thảo lời kêu gọi và nghị quyết vinh danh những người dám hy sinh vì lá cờ vàng trên đất Mỹ. Hết rồi quý vị. Có chú dài nhưng mà bài dài quá với lại ly mệt. Xin lỗi quý vị. Kính chào quý vị ạ.